Hiếu xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Hiếu nha. Thì các bạn thấy trước mặt các bạn đây là một cái căn nhà cũng khá là lâu rồi các bạn. Cách đây khoảng tầm gần 2 tuần thì Hiếu có làm một cái clip ở đây và có bắt được con chim vạc đấy các bạn. Thì hôm nay Hiếu ra thăm lại căn nhà và Hiếu thấy căn nhà nó khô hết lá rồi. Và hôm nay Hiếu có một cái ý định cũng như thể theo một cái anh Tuấn 789. Nếu mà anh có xem clip này thì em sẽ làm theo yêu cầu của anh, là em sẽ sửa sang lại căn nhà này, làm nó thật đẹp và mình sẽ làm một cái phim trường ở đây. Và lâu lâu thì Hiếu ra đây thử thách và chúng ta tìm đồ ăn ở ngoài cái cánh đồng này các bạn. Thì Hiếu vừa vác hai cái bó cỏ tranh này các bạn. Đây, hai bó cỏ tranh từ ngoài kia vào rất là mệt luôn. Bứt được hai bó đấy, và bây giờ Hiếu sẽ tiến hành đan cái tranh và chúng ta lợp lại cái mái, và xung quanh cái này thì chúng ta sẽ Hiếu sẽ tìm một ít rơm, chúng ta trét lại giống như cái nhà tranh vách đất ngày xưa các bạn nhé. Thì bây giờ Hiếu sẽ tiến hành, Hiếu sẽ lợp cái mái trước và chúng ta đi tìm cây để chúng ta nẹp xung quanh, rồi chúng ta sẽ tiến hành trét bùn lên các bạn nhé, trét đất, nhồi rơm, chúng ta trét đất lên. Rồi bây giờ chúng ta cùng làm các bạn nhé. Ở đây các bạn, nãy giờ thì Hiếu dùng cái cành của cái lá cỏ, chúng ta chẻ cái này dùng để làm cái hòm các bạn nhé. Mình gọi là cái hòm, cái này chúng ta dùng để đánh cái tranh, chúng ta kết cái lá cỏ tranh lại, chúng ta làm cái tranh để chúng ta lợp cái mái nhà các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đi đánh tranh các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ kết dùng bốn cái hòm cái tranh này các bạn nhá. Chúng ta kết cái tranh là chúng ta chia đôi ra. Đầu tiên chúng ta vào tranh nhá. Ép sát vào các bạn nhá. Rồi. Tiếp tục chúng ta lấy cây dưới cùng, một cây để lại, một cây nâng lên. Đó. Rồi. Bây giờ là tiếp tục ba cây trên này, chúng ta hai cây chúng ta ép xuống, một cây chúng ta ép lên. Đó. Và ba cây dưới cùng này chúng ta tiếp tục lấy cây giữa, hai cây ở dưới chúng ta ép xuống. Đó. Như thế là chúng ta lần lượt chúng ta đi thôi các bạn. Nó cũng rất là dễ thôi. Bây giờ cái đoàn này là đoàn cuối rồi các bạn. Thì chúng ta sẽ dùng cái chính cây tranh này luôn. Ta rút ra. Đấy. Ta xoắn lại này. Xoắn lại các bạn. Đó. Và chúng ta cột cái này luôn. Cái này chúng ta cột thắt nút cái đầu này các bạn nhé. Đây là mình đã kết được một cái tranh. Cái này là chúng ta lấy cái tranh này là chúng ta tiến hành ta lợp nhà luôn. Ok chưa? Nó rất là kín đáo nhé các bạn. Và như các bạn biết thì nãy giờ Hiếu cũng hì hục là hơn 2 tiếng đồng hồ và đã đan được 14-15 cái các bạn. 14-15 cái tranh. Đó. Chính xác là 15 cái các bạn. Bây giờ Hiếu sẽ tiến hành chúng ta dỡ bỏ tất cả cái mái lá cũng như là xung quanh này. Ta sẽ tiến hành lợp tranh lên các bạn nhé.
Ok, bây giờ mình dùng cái cây này các bạn nhá. Mình sẽ đưa cái tranh lên nóc nhà. Ok các bạn, thì sau khoảng tầm hơn 30 phút ấy thì Hiếu đã lợp xong cái mái nhà. Ở trên thì nó không đẹp đâu, nó chồm chồm, cứ phập phồng đấy các bạn thấy không? Ở trên đấy nó vòng vòng vòng, tại vì cái cây cối nó không thẳng ấy các bạn, với lại cái tranh nó bị chồm lên ấy, nó bị chồm lên như này. Thì bây giờ Hiếu sẽ tiến hành chúng ta cột từ đây các bạn này. Đó, chúng ta cột xung quanh này, chúng ta làm một cái test phên đất vào các bạn nha. Bây giờ Hiếu sẽ đi chặt một ít cây bé và chúng ta cột thành một cái bức tường. Mình sẽ dùng cây lớn lớn mình cột ở trên, mình làm cái khung các bạn nhé, khung cái đẹp. Chúng ta cột khoảng từ 2, 4, 6, khoảng 60 phân từ cái mặt sàn này, mặt sàn giường lên nhé. Và mình làm vừa thôi, làm nó cao quá thì lúc mình quay không có độ ánh sáng các bạn. Ok các bạn, thì sau gần 2 tiếng đồng hồ thì Hiếu đã buộc xong cái bức tường. Hiếu làm nửa vách như này thôi các bạn, bởi vì mình làm cái này cho nó thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là có ánh sáng, hoặc là mình có quay clip thì nó có ánh sáng. Trước này thì mình làm cái cửa như này này các bạn, đó, nhìn vào nó rất là đẹp luôn đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi gom một ít cái rơm các bạn, cái rà mà người ta cắt lúa xong rồi á thì người ta thải ra. Bây giờ mình đi vơ một ít về, mình sẽ nhồi với lại sình nhé, bùn nhé. Chúng ta sẽ test lên những cái bức tường này để chúng ta làm cho nó kín hai bên này. Đêm chúng ta ngủ thì không gió nó không lùa ngang này các bạn nhé.
rất là mệt luôn các bạn. Nhồi khoảng tầm 10 phút mới được một đống bé bé này. Bây giờ Hiếu phải di chuyển nó vào trong khu rừng, trong cái nhà của Hiếu, rất là mệt luôn. Nên các bạn ủng hộ Hiếu clip này các bạn nhé, rất là mệt. Và bây giờ Hiếu sẽ bỏ vào cái túi để chúng ta kéo vào trong kia các bạn. Thì hụt mãi thì cũng nãy giờ hụt mãi thì cũng kéo về được một bao rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cái bức này trước các bạn nhá. Đây mình chỉ test cái phần này lên trên đây thôi, còn dưới này thì sau này mình sẽ làm cái sàn cho đẹp đẹp dưới này nữa. Đây, test đây các bạn. Đổ ra đấy các bạn. Giờ tạm thời là căn nhà chúng ta đã hoàn thành rồi đấy các bạn, là 90% đã hoàn thành. Bây giờ chỉ còn hai cái nóc hai bên là Hiếu chưa lợp một cái lá nữa thôi, còn với cái sàn này chúng ta làm cái sàn nữa là ok rồi các bạn. Thì bây giờ Hiếu sẽ quay qua một chút cho các bạn xem về căn nhà này các bạn nhé. Đây là cái bức tường ngoài cùng các bạn nhé. Ở đây còn đi vào trong bên này đó, cũng là tường bằng phên đất các bạn nhé. Đó, rất là đẹp. Nhìn bây giờ còn ướt, nhìn nó rất là ghê ghê các bạn. Nhưng mà mai mốt nó khô thì nó sẽ đẹp hơn. Hiếu đã test rất là công phu. Và cái sàn này nữa các bạn này, mai mốt Hiếu sẽ làm một cái sàn nó là êm. Bởi vì sao Hiếu làm từ đấy trở lên nữa các bạn? Bởi vì sắp tới Hiếu sẽ làm một cái sàn sát ở đấy. Còn như các bạn biết này, ở dưới cái dưới này thì là nước, đó, nước sình ấy. Cho nên Hiếu không thể làm sát ở dưới đất lên được các bạn. Cho nên Hiếu phải làm như này thôi. Đó, các bạn thấy căn nhà bây giờ khá là ok và đẹp rồi đúng không các bạn? Đó, bằng tranh, phên đất. Nhà này rất là mát các bạn nha. Đó, Hiếu sẽ quay qua cho các bạn xem một chút. Trên thì mái tranh đó các bạn. Mái tranh cũng được đánh rất là công phu. Và phên đất này rất là mệt luôn các bạn. Phải mất rất là nhiều thời gian để làm cái căn nhà này. Thì Hiếu cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Hiếu các bạn nhé. Bây giờ Hiếu xin về rồi các bạn. Rất là mệt rồi các bạn. Ok các bạn ơi. Thì hôm nay rất là mệt. Phải nói là sau một thời gian thì Hiếu đã hoàn thành cái căn nhà mới của mình các bạn.
phên thì bằng đất mà gọi là tên là tranh, đúng nhà tranh vách đất như ngày xưa các bạn. Nhưng mà ngày xưa thì không làm kiểu nhà sàn như này đâu các bạn. Ở đây thì tại vì cái điều kiện ở đây nước các bạn, nước ngập cho nên là Hiếu phải làm kiểu này để mình không bị ngập nước các bạn. Khi mà ví dụ mình trời mưa mà mình ké vào đây thì mình cũng không bị ngập nước, nước nó về cái rừng tràm này nó hay bị ngập nước các bạn nhé. Thì hôm nay Hiếu, cái clip hôm nay Hiếu cảm thấy rất là mệt các bạn, mất nhiều thời gian và rất là nhiều sức, với lại cộng với lại vừa quay phim vừa làm cho các bạn xem rất là mệt luôn. Thì Hiếu rất mong được sự ủng hộ các bạn rất là nhiều. Thì các bạn xem mà yêu thích Hiếu thì nhớ cho Hiếu một like cũng như là chia sẻ giúp Hiếu các bạn nhé, và cho Hiếu một đăng ký kênh để ủng hộ Hiếu các bạn nhé. Và mong là các bạn sẽ luôn đồng hành với Hiếu. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn những clip tiếp theo nhé. Bye bye.